À, trước hết các mình xin cầu chúc cho tất cả các ca nhạc sĩ cũng như tất cả quý vị luôn luôn được nhiều bình an và tràn đầy hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, một trong những danh từ cao đẹp, trìu mến và kính yêu nhất đó là từ mẹ. Mẹ là người hy sinh nhiều nhất từ lúc sinh một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành. Thế nhưng, có bao nhiêu người con đã đối xử tốt với mẹ của mình? Và bây giờ là bài hát được mang tên Nhớ Mẹ do Khắc Minh sáng tác và trình bày cùng với tiếng đàn độc đáo của nhạc sĩ Đặng Lan, nhạc sĩ Sáu Kiệt và nhạc sĩ Kim Nguyên. Chúc quý vị cho một tràng vỗ tay thiệt lớn cho các nhạc sĩ đó quý vị. Tâm sự của tôi gửi đến những người nhớ mẹ. Khi mẹ sống trên đời, tôi chẳng hề lo. Lúc bớt bệnh xuất viện về nhà, tôi bận rộn quá nên đưa mẹ vào nhà dưỡng lao. Rồi ngày năm tháng trôi dần mau, mẹ buồn đau nhớ con trong hoài không thấy, cho nên mẹ rất đau lòng. Mẹ chung hơi sao cùng trong lòng nghẹn ngào nhớ con. Lắm chung mẹ trói trăng rằng nếu mai quay gặp đến con tôi thì hãy nói tuổi thương nó nhiều lắm. Dù con tôi đối xử với tôi thế nào đi nữa thì nó vẫn là đứa con mà tôi thương nhất trên đời. Trời ơi, phải làm sao khi nghe mẹ trúng càng đôi lời. Lúc mẹ sống tôi không hề chăm sóc, chưa một lần dâng chén trà thơm. Vì bận làm giàu mà tôi không có thời gian nên đã đưa mẹ vào nhà dưỡng lao. Rồi một hai tuần tôi mới viếng thăm, lúc bận rộn thì phải dài ba tháng. Mẹ là dòng suối chảy giữa rừng sâu, chúng con là những kẻ lạc vào rừng khác nơi. Mẹ thương con không tiếc của tiếc công, chỉ mong con lớn dẫn dòng thành tài. Dù cực khổ gian lao, mẹ gánh chịu hàng ngày. Mẹ chỉ mong sao cho con mình tròn vẹn dằn dùm táo tần để con rực rỡ trong thế gian. Nhà rất nghèo mẹ cứ khổ làm sao khi ba mất để lại đàn con nhỏ dài. Mẹ phải hàng ngày dầm mưa dãi nắng làm đủ táo tần nuôi lớn đàn con. Con nhớ năm nào mẹ dẫn con đến trường, mẹ dẫn dò con học hành cho ngoan, mai lớn lên nuôi mẹ giúp mẹ khi lời kia con gắng ghi trong lòng mà tâm con có đâu làm theo. Giờ đây muốn nhân đó hồng mà màu thân con
một thứ gì tôi quý nhất. Còn những ai đang sống chung với mẹ là những người hạnh phúc nhất trên đời. Nỗi buồn của tôi từ khi từ máu xa rời, nước mắt chia ly trong ngày mẹ mất, những chuỗi ngày nhớ đến chuyện xưa khi mẹ phải lo chu đáo cho các con được học hành đến nơi đến chốn, lo cho tụi con vững vàng trong cuộc sống thì cũng là lúc mẹ tôi vĩnh biệt dương trần. Ôi hôm nay nhân ngày lễ mẹ hàng năm, phần làm con điều viếng thăm và tặng cho mẹ đó hoa hồng cho tình mẫu tử thiên đồng. Còn tôi thì con tim nhối đau, còn mẹ đâu để mà thăm. Dẫn dòng tiền tài giờ tôi có dư, nhưng làm sao có thể hiền. Tôi muốn dẫn mẹ đó hồng trong ngày hiền màu, nhưng có được đâu vì mẹ đã không còn. Công ơn dưỡng dùng sẵn thân, cuộc đời của mẹ đã dành cho con. Nuôi con từ lúc còn son, bây giờ con lớn nào còn mẫu thân. Xin thưa quý vị, một nửa số gì cho một tràng pháo tay cho các nhạc sĩ thưa quý vị.